Và sau đó là cú ra chân rất nhanh của Đặng Văn Robert trong vòng cấm ở phút thứ 65. Tuy nhiên tất cả đều chưa đem lại bàn thắng cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là một pha đá bóng rất quyết liệt khiến cho Phan Văn Đức đang nằm sân. Một thẻ vàng dành cho Sâm Văn Đức. Chiếc thẻ vàng thứ hai của Ngọc Đức, và như vậy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút thứ 70. Một quyết định rất quyết đoán của trọng tài Nguyễn Trung Kiên A. Rất đáng tiếc dành cho Thành phố Hồ Chí Minh khi họ đang có một thế trận rất tốt, thì một phút nóng nảy của Sâm Ngọc Đức đã khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lại 10 người trên sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha vào bóng không cần thiết. Sâm Ngọc Đức đã có pha vào bóng bằng cả hai chân. Thẻ vàng thứ hai dành cho Sâm Ngọc Đức là hoàn toàn chính xác. Phan Văn Đức thực sự không chơi nổi bật và ấn tượng.